Trong họp báo thường kỳ chiều ngày 18 tháng 11, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế như thường lệ và kế hoạch nhập cảnh cho kiều bào. Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc mở rộng nhóm người được nhập cảnh Việt Nam có mang hộ chiếu vaccine, trong đó có người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân về nước để thăm thân, tham quan, du lịch như được quy định tại Nghị định 82 năm 2015 của Chính phủ. Theo nghị định này, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam sẽ được miễn thị thực nhập cảnh. Hiện Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất hướng dẫn cụ thể để áp dụng vào thời điểm phù hợp, bà Thu Hằng thông tin thêm. Ngày 8 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo và trình Thủ tướng kế hoạch nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế với các nước theo lộ trình từ nay đến quý 3 năm 2022. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân mà còn góp phần khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường hội nhập quốc tế trong trạng thái bình thường mới. Ngày 16 tháng 11, hãng hàng không Việt Nam Airlines đã nhận được chứng chỉ cấp phép khai thác thường lệ các chuyến bay thẳng thương mại không điểm dừng giữa Việt Nam và Mỹ, nơi có khoảng 2,2 triệu người Việt sinh sống. Theo kế hoạch, chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào ngày 28 tháng 11 với điểm xuất phát là thành phố Hồ Chí Minh và điểm đến là thành phố San Francisco thuộc bang California. Việt Nam Airlines sẽ duy trì tần suất 2 chuyến trên tuần và tăng lên 7 chuyến trên tuần khi dịch COVID-19 được kiểm soát và chính phủ cho phép mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ.